Rồi, hello anh em, lại là mình đây, là Nathan đến từ Coi68TV. Thì hôm nay mình sẽ đại diện cho một số bạn để có thể kể về và thuyết minh lại câu chuyện trong cái cuộc thi Trader kể chuyện đến từ Coi68 ha. Thì câu chuyện ngày hôm nay của mình á là đến từ một bạn có tên là Quy Trung VN96. Rồi, mọi người cùng nghe nhé. Tâm sự nghề trader trong thị trường crypto. Đầu tiên, ngày mình đến với thị trường là ngày mình quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Mình tên là Trung, 28 tuổi, mình từng là một giáo viên toán cấp 2 tại trường Song Ngữ tại Sài Gòn. Lương tháng tầm 12 củ nếu tính cả dạy thêm các kiểu. Công việc cũng khá là cực lắm các bạn, không nhàn như nhiều người nghĩ đâu. Nhất là lúc đó mình vừa ra trường, phải chuẩn bị rất nhiều thứ để đi dạy. Thì trong trường mình có crush bà chị dạy hóa. Và kết cục chung của mấy thằng đi crush là bị từ chối thẳng cẳng không phải một lần mà là rất nhiều lần. Rất là nản anh em ạ. Lần đầu tiên mình chú ý đến Bitcoin là thông qua bản tin của kênh VTV. Đó là những tháng đầu năm 2021 khi mà Bit liên tục đạt các mốc giá cao kỷ lục luôn. Mình vừa tò mò vừa hoài nghi về Bitcoin. Blockchain là gì? Blockchain hay Bitcoin không phải là lừa đảo à? Mấy năm trước VTV còn đưa tin tiền ảo là lừa đảo mà sao giờ nó lại có giá hơn tỷ bạc. Tăng giá thế này thì thằng nào cũng lời, làm gì có thằng nào lỗ được. Và may mắn mình được một đứa bạn cũ giải thích cho mình khá rõ ràng về cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào thị trường này. Bước ngoặt với mình xảy ra vào tháng 4 năm 2020, mình xích mích với một giáo viên khác trong trường, lại cộng thêm với việc tỏ tình crush thất bại thảm hại. Mình quyết định là nộp đơn xin nghỉ việc. Vừa nghỉ việc lại vừa tự thất tình, mình cay VL ra, lấy hết số tiền tiết kiệm trong 2 năm. Mình quyết định nhảy vào crypto với mong muốn duy nhất là kiếm nhiều tiền để chứng tỏ bản lĩnh với crush. Nghe rất là hay anh em. Giờ nghĩ lại thấy chẩu vậy ra các bác ạ. Những ngày đầu giao dịch mình sợ tất cả mọi thứ, từ xác minh thông tin đến giao dịch B2B, mình đều nhờ thằng bạn làm hết. Mình chỉ mua Dot. Mình mua Dot ở giá 40 đô Polkadot đó anh em. Rồi để đó không làm gì cả. Mình nghe theo răm rắp. Mấy ngày sau Dot giảm giá xuống tận 20 mấy đô. Và lúc đó mình không còn niềm tin vào cái thằng bạn này nữa. Mình quyết định bán cắt lỗ. Và đó chính là lúc mình bước chân vào con đường trader. Khoảnh khắc đầu tiên là mình đưa ra quyết định. Con OMG tăng 30% top 1 bảng xếp hạng. OMG tên nghe cũng phong thủy phết. Được, vô thử xem sao. Những dòng suy nghĩ đầu tiên của mình. Và sau đó OMG tăng lên 60%. Số chưa đẹp lắm. Khi nào số đẹp rồi chốt. Và cuối cùng thì OMG gần về lại giá cũ thì mình bán hòa vốn. Hình như lời được 2-3 đô thì phải. Khoảnh khắc về bờ lần đầu tiên. Những ngày sau mình liên tiếp đu đỉnh về cái thói quen là chỉ mua con top 1, top 2 mà không thèm để ý. Hậu quả là việc cắt lỗ liên tục khiến tài khoản của mình bị bào mòn. Hoảng quá, lại nhắn tin cầu cứu thằng bạn. Nó cho con Avalanche. Con nào đây? Đỏ lè, đỏ lét kêu tao vô. Lúc đầu mình hoài nghi. Một lúc sau thì Avax tăng 9% thì mình mới cuốn lên mua vội. Hơn sau, Avax tăng nữa và mình chính thức về bờ lần đầu tiên. Thằng bạn mình uy tín đấy. Thì bài học đầu tiên chính là mình tiếp cận thị trường sai cách ngay từ đầu. Không có kiến thức, không có kinh nghiệm, cũng không có đội nhóm nào hết. May mắn cho mình là được đứa bạn uy tín. Thì với các bạn có ý định tham gia thị trường thì việc cần làm đầu tiên là tự mình tìm hiểu về những thao tác cơ bản nhất, mua, bán và đặc biệt cực kỳ quan trọng là bảo mật tài khoản. Bởi lẽ nếu trao niềm tin cho sai người thì việc bị rút hết tiền trong tài khoản là có thể xảy ra. Với các bạn newbie mà mới vào thị trường rất dễ FOMO đu đỉnh vì những con đã tăng giá mạnh. Vì vậy trước khi mua, cần tìm hiểu kỹ thông tin đồng coin định mua, tìm hiểu cộng đồng đội nhóm uy tín. Chúng ta vẫn luôn có cộng đồng FOMO Sapiens, không chỉ có kèo thơ mà còn có kiến thức, kinh nghiệm rất bổ ích nhé. Đỏ không mua, thì xanh thì lấy gì bán, thánh chỉ trong thị trường crypto đấy. Vậy thì kỷ niệm đáng nhớ nhất là gì? Đó là đồng Dogecoin. Sau buổi nhậu, mình có nhắn tin hỏi là anh ơi, giờ mình vào con gì đây ta? Thị trường đang lên, thì em muốn vào con gì cũng được, thì chặn chọc tới 2 giờ sáng. Mình vào 1.000 đô con Doge. Giá Doge lúc đó là 0.09 đô hơn. Và cũng đã bay được hơn 40% rồi. Cũng không hiểu sao lúc đó mình lại liều mạng vậy. Giờ nghĩ lại đúng là điếc không sợ súng mà. May sao sáng dậy thấy nó bay 0.15. Đó, rồi sáng mấy hôm sau giá nó lên 0.45. Nghĩa là lần đầu tiên tài khoản được x4. Mình vừa mừng mà cũng vừa run. Mình khoe với thằng bạn thì nhận được lời khuyên là cắt góc cộng lời. Mà lúc đó mình có nghe đâu, đang trên đỉnh mà, sướng quá dễ gì cắt. Tìm hiểu qua thông tin về Doge và mình đặt trọn niềm tin vào tỷ phú Elon Musk. Không lẽ tỷ phú đi lừa mấy thằng lom dom như mình.
kỳ này quyết tâm 1 đô mới bán. Vài ngày sau giá tăng giặt dẹo, có lúc giảm về 0,1. Đó, thì mình bắt đầu thấy sợ. Nghe thông tin chùa Bà Thiên Hậu bên quận 1 thiên lắm, mình tới đó thắp nhang, may sao giá lên lại 0.3, quyết định chốt. Và thế là tài khoản lần đầu được x3. Những ngày sau đó thì mình thấy cuộc sống đẹp vô cùng, cảm giác như mình là người thành công vậy. Gặp bạn bè mình lại rao giảng về quá trình lận đận để có được ngày hôm nay. Mà mấy đứa bạn nghe mình nói thì nể ghê. Tuy nhiên vài ngày sau đó sẽ bay lên tận 0.7 thì tự nhiên mình lại thấy mình ngu. Rồi, bài học 2. Mình vào lệnh kiểu FOMO và may mắn là lệnh này ăn. Nhưng để mình bây giờ quay lại lúc đó thì chắc chắn mình sẽ không dám làm vậy. Tỷ lệ mình đu đỉnh đó sẽ cao hơn nhiều, nhất là khi giá đã tăng hơn 40% rồi. Thì có lẽ là ông bà độ mình pha này thật. Thêm một cái là mình rút ra kinh nghiệm, đó là khi mà đã nhân tài khoản rồi thì cách tốt nhất là nên rút vốn và gồng lời vô cực. Bởi chỉ có để phần lãi thì bạn mới giảm thiểu được cái rủi ro xuống gọi là thấp nhất, và còn có cơ hội để bán đỉnh. Thêm cái suy nghĩ là tỷ phú làm ăn uy tín nữa, thì mình rút ra được tỷ phú cũng là nhà đầu tư, họ cũng là cá mập, mà cá mập thì phải thịt cá con thì mới sống được chứ. Những cái chiêu trò pump và dump sẽ dễ dàng tạo thanh khoản cho cá mập, thì các bạn có thể tham khảo vào một cái bài viết, mình sẽ để link ở đây ha. Và đừng quá tin tưởng vào một tỷ phú nào nhé, hay đu đỉnh thì cũng không có ai cứu anh em đâu. Rồi, một kỷ niệm nữa mà mình muốn chia sẻ là với STND, thì đây có lẽ kinh nghiệm đau thương nhất đến mình. Vì bây giờ mình còn chưa có về bờ cái con này. Thì vài ngày sau khi ăn Dodge thì tài khoản mình đã hơn 5k, thì mình nhận được cái kèo STND. Kèo này low cap và take profit ở x10. Vừa nghe xong nhận định luôn thì cơ hội đổi đời đây rồi, làm giàu không khó. Mình vào lệnh lúc giá 1.7 đô, có thời điểm giá tăng lên tới 3 đô, nhưng mà mình không chốt. Thì rút kinh nghiệm với kèo Dodge thì biết đâu kèo này 10 đô thật. Và thế là mình ôm. Đây cũng là thời kỳ BTC biến động dữ dội, thì có cái cú sập ngày 19 tháng 5 kèm theo giá STND cũng biến động rất mạnh. Thì có thời điểm giá giảm xuống 1.2 đô, nhưng mà sau đó thì đều lên lại, mà còn lên rất mạnh về 2 đô hơn ha. Mình bắt đầu có niềm tin mãnh liệt về dự án này, và câu chuyện X10 trong truyền thuyết có thể thành hiện thực. Và mình đã suy nghĩ là tao sẽ theo con đường này đến cùng. Diamond hand, mình bớt chét giá lại và mình mặc kệ thị trường biến động ra sao, bỏ hết stop loss. Tuy nhiên trái với nhận định của mình thì giá BTC giảm liền một mạch về vùng 28k và kéo theo giá STND chia 10 về tận 0.3 đô. Thì mình mới nhận ra một sự thật phũ phàng là không có một altcoin nào có thể chống lại sự giảm giá của BTC. Và nói cách khác thì BTC vẫn là vua trong thị trường crypto này. Thì bài học 3, việc đặt niềm tin tuyệt đối một dự án còn mới vốn hóa thấp cũng là bạn đang đánh sổ số. Thì nếu trong uptrend thì có thể STND sẽ X10 thật, nhưng mà trong downtrend thì STND cũng có thể ngược lại luôn, là chia 10 luôn. Vì vậy hãy ưu tiên là bảo toàn vốn. Thì trước khi kiếm được tiền hãy học cách giữ tiền đã, thà giàu chậm còn hơn là kiếm được nhanh xong rồi lại mất hết. Và bài học mình rút ra trong giai đoạn hồi phục của BTC từ 28k lên 52k là dòng tiền sẽ đổ vào BTC, đổ vào coin top, coin nền tảng, coin sàn, và sau đó là coin mid cap, và sau đó mới là coin low cap. Thì các bạn nên ưu tiên là top coin và coin nền tảng, vì nếu bid có hồi thì những con này sẽ hồi về mạnh và bền vững nhất. Và bài học mình rút ra từ cú đâm từ 52k xuống 40k thì theo sát các bài phân tích kỹ thuật trên các group uy tín, theo dõi vận lọc và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thì nhớ cài stop loss khi vào bất kỳ lệnh nào, về thường là 15%. Nếu có thể thì để sẵn một lượng vốn nhất định để phòng trường hợp thị trường có những cú đâm sau. Và tâm lý khi đầu tư thì trong mỗi lệnh của mình đều chịu áp lực tâm lý, vì phải ăn thật nhiều và phải thật nhanh để chứng tỏ với crush mình không thỏa mãn được take profit. Nếu bạn nào vay tiền thì áp lực tâm lý có lẽ còn sẽ nặng hơn mình, và tỷ lệ rủi ro sẽ rất cao do tâm lý không ổn định, dễ mua đỉnh bán đáy. Do đó khi tham gia thị trường thì phải tâm lý thoải mái, coi như một khoản đầu tư và rủi ro mà có thể mất được. Cũng nên tự biết hài lòng với lợi nhuận của mình, chốt lời không bao giờ là sai, thà nuốt nước miếng còn hơn nuốt nước mắt, mà nước mắt thì cực kỳ mặn. Ai mà chả có ước mơ lấy vợ đẹp, có nhà lầu xe hơi, nhưng các bạn đừng bị những ước mơ đó mà làm cho đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lợi nhuận. Phải tỉnh táo, tập trung trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin thì mới tìm ra con đường thành công của riêng mình. Và mình từng tiếc nuối nếu mình mua bit sớm hơn thì bây giờ đã thành triệu phú rồi. Nhưng thực tế chứng minh là các bạn sẽ rất rất khó hold bit ngay từ ngày đầu tiên. Mình mới tham gia thị trường được nửa năm nhưng mình đã trải qua cảm giác đủ cung bậc cảm xúc mà không một nghề nào có thể mang lại. Các bạn biết đến crypto cũng đừng tự trách mình là sao không vào sớm hơn. Bởi lẽ nếu vào sớm hơn thì chắc gì bây giờ các bạn còn tồn tại, có khi bị scam hoặc là cắt lỗ trong những mùa downtrend trước rồi đấy. Hiện tại chúng ta cảm thấy may mắn hơn khi thị trường đã được các quỹ lớn trên thế giới chống lưng. Có lẽ không bao giờ người ta thấy biết ở giá 20k nữa.
tầm nhìn là dài hạn và vốn hóa thị trường còn rất rất là bé. Biết đâu mai sau chúng ta lại thấy may mắn hơn những người bây giờ còn chưa biết đến crypto và không tin vào thị trường này. Đến lúc đó thì người ta lại giá như là giá như ngày xưa mình đã biết đến thị trường này, giá như ngày xưa mình đã đầu tư Bitcoin. Các bạn hãy tự tin vào quyết định của mình, tin tưởng vào tương lai của thị trường tiền điện tử sẽ còn phát triển và mở rộng. Buy and hold và go to the moon. Và câu chuyện của mình sẽ là một cái câu chuyện cũng rất điển hình trong thị trường crypto. Mình viết ra để có mong muốn là giải bày hết tâm sự trong lòng. Ngày trader thật sự rất khó, lúc buồn vui cũng không thể kể chia sẻ cho nhiều người được. Với bạn bè hoặc người thân thì họ sẽ nghĩ mình mù quáng sao vào con đường đa cấp lừa đảo. Với bạn bè mà đặc biệt trong môi trường giáo dục thì hầu hết đều không có thiện cảm với Bitcoin. Mình hy vọng trong tương lai thị trường này sẽ còn phát triển và được nhiều người nhìn nhận đúng đắn hơn, để khi nhắc đến Bitcoin thì không ai gắn liền nó với đa cấp và lừa đảo nữa. Xin hết.